xin mời các bạn đến với kênh của mình là Kennedy. Thì hôm nay mình đang ở trường Kennedy, đây không phải trường của tôi, đây là trường của anh họ tôi các bạn. Thì đang hôm nay là trận football đầu tiên ở trong trường anh họ tôi. Anh họ tôi không có đánh, anh họ tôi chỉ ở trong đội marching band, đội giống như bên Việt Nam gọi là đội kiềng nữa các bạn, thổi kiềng á. Rồi thì đó là sự football, là không phải là đá banh nha các bạn. Football là một môn dục banh cà na đó các bạn. Ok thì bây giờ chúng mình lại đó mua get line, đi mua vé rồi đi vô thôi. Let's go. Ok các bạn, thì nãy giờ tôi dựng tung ra mới đi kiếm được chỗ ngồi các bạn, đông vãi chưởng luôn các bạn. Đi kiếm chỗ ngồi xong và bên đây là cái đội marching band, là cái đội mà thổi kèn mà của anh họ tôi trong đó đó. Thì tụi mình vô thì nó khá trễ nên nhưng mà vẫn quay được cho các bạn coi, nên thì cứ quay thôi. Thì người ta đang thi đấu, bên đó là cái marching band của người ta, khán giả, ba mẹ, người đọc. Ok, thì có gì tốt nghiệp sẽ quay cái ghi điểm hay gì đó. Ồ, các bạn ơi, khúc này là cái trường của anh họ tôi sắp được thích đao các bạn. Là các bạn đi qua cái line mà cái chỗ màu xanh đậm đó, là các bạn có thể được 6 điểm mà các bạn đứng. Giống như là sao điểm, bay điểm gì đó, tôi cũng rành lắm nếu mà bạn muốn biết thì sợ chứ. Trong dọn dẹn có mấy phút cái video này mà tôi giải thích là các bạn chán buồn ngủ luôn, nên bỏ đi ha. Ok thì đây là khúc này là mới qua được cái vạch xinh đậm như vậy. Hình như là khúc này là chuẩn bị vô để lấy 2 hay 3 điểm gì nè. Một là các bạn đá qua cái màu vàng vàng đó thì bạn được 7 cộng với cái điểm khi là 7 điểm hay gì á, tôi cũng nhớ nữa. Đó, thích đao các bạn ơi, vỗ tay ơi. Là chuẩn bị là đội bóng chuyên viên khỏi cuối sờ thì khúc này hơi tối rồi. Đá hay gì? Ú, đá úi trời ơi, như là sốc. Các bạn ơi, thì hồi nãy là đội Kennedy hàng của bên anh họ tôi mới ghi điểm, nên giờ phải đổi đội hình, phải giống như công thủ này nọ ra để line up giữa cái sân để chuẩn bị bắt đầu giống như một cái set mới các bạn, để coi nè. Đó không? Xếp hàng rồi các bạn, bây giờ đá qua bên kia tụi nó chụp lại, mình sẽ đè nó dựng chiếc banh lại các bạn. Như chơi này giống như chật lộn vậy, cười thì mình, tôi chỉ biết đại loại thế thôi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu thì lên Google. Thôi các bạn thì khúc này là chưa là tại vì đội bạn hồi nãy là mới đổi sân, đội bạn bên kia là sắp chuẩn bị ăn điểm hay gì đó, sẽ đá gì lại có cả đó không đá hình như được 3 điểm. Bên đây là đánh làm lố, chạy lố luôn các bạn. Nó chuẩn bị là có lắc cờ chạy ý sời luôn, đắng lắm. Ok thì cái này là đội bạn hồi nãy mới ghi điểm, mình cũng đá giống như trang các bạn. Trời ơi, đội anh tôi chạy lên trên được rồi. Khúc này là mơ như là giao banh vậy để đánh tiếp các bạn.
Thì nếu mà sau hai hiệp này thì tới đội marching band của anh họ tôi chuẩn bị ra khỏi biểu diễn. Nói không, giờ ta đang kêu huy động đi xuống dưới chuẩn bị tập giống như là dệt đội hình trước khi ra diễn nha các bạn ơi. Đó bên kia nó cũng vậy, nhưng mà cái khúc nếu mà thổi thì tôi không được quay, tại vì bản quyền được lên thi á các bạn. Nếu mà lộ ra trang mạng xã hội đó, nên lộ bài nó cũng răng được. Đó thì bây giờ là mấy player chúng ta chuẩn bị đi vô hết để đội marching band chuẩn bị đi ra ngoài thổi các bạn. Biểu diễn nó có múa cờ rồi thổi kèn rồi đi chữ tùm lum á, tại vì mình ngồi ở đây mình không thấy được, chỉ có ở trên tôi ở trên, nhưng nếu tôi có flycam thì tôi có thể quay với các bạn coi, nhưng mà rất tiếc là YouTube chưa đủ điều kiện để kiếm tiền được. Nó phải được 1.000 subscribe và 4.000 giờ coi mới được kiếm tiền các bạn, buồn lắm. Thấy không, bây giờ đội bên kia người ta chuẩn bị xuống rồi đó. Thì nãy giờ tôi không quay được cái khúc không được quay chứ không phải không quay mà không được quay cái khúc người ta biểu diễn nên tôi không quay luôn. Và khúc này là người ta mới thổi biểu diễn thổi kèn xong các bạn, thì mấy player người ta đi ra chuẩn bị đánh hai hiệp nữa, thì tôi cũng chuẩn bị đi về thôi, tại vì chủ yếu là qua coi mấy bên họ đi thổi kèn đi về có gì ha. Let's go, chuẩn bị đi về thôi. Ok các bạn, thì mình cũng xin kết thúc video lại đây thôi. Nếu các bạn thấy video này hay và biết được sự động lớn của đất bên này thì nhớ để lại mình một lời và một subscribe nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.